Chào bạn trở lại kênh Cây Trồng TV. Hôm nay thì mình tiếp tục quay cập nhật cái dưa leo giống Thiên Nông. Thiên Nông năm NV518. Này được 8 ngày. Có lá nhám nhỏ. Này mình đã dặm xong hết rồi. Thì hôm nay bắt đầu mình tưới phân và dưỡng rễ. Thì cái cửa này nói chung là chủ yếu là tưới nhá nhẹ cho nó, nhấp nhẹ cho nó đặng nó quen phân dưới thú thôi. Chứ cây cửa này thì nói chung nếu mà mưa hoài thì khỏi tưới cũng được. Mình xịt cơm cát dưỡng rễ cho nó được rồi. Tại cây nhỏ nó không cần cái dinh dưỡng đó nhiều. Một số anh chị thì nói chung không biết đó, cái ấy phân nhiều quá cái nó bị lầm phân, có thể nó phân ngang đi. Cây nhỏ thì không cần dinh dưỡng nhiều, cây tầm 12 ngày bắt đầu mình tưới hơi đậm lên xíu, tưới gấp mấy lần cái cây nhỏ này. Tại vì cây lúc đó nó cần cái dinh dưỡng để nó mập cây, nó đâm chèo mà mình không có cung cấp đủ cho nó thì nó sẽ ốm thì nó ít chèo thì nó sẽ ít trái gốc. Thì hôm nay mình sẽ tưới cho nó đạm cá bên mình đang cung cấp luôn. Đạm cá này thì được rất là nhiều anh chị xài, nói chung là khen. Thứ nhất là nó xanh cây dày lá, hạn chế bệnh, nó tự hữu cơ mà, đặc biệt là hữu cơ. Hữu cơ không có hóa học cái lết, nhưng nó bổ sung amino này kia đồ. Thì tưới vô cái dưa của mình nó sẽ xanh cây, nó dày, nó sẽ mọc cây đó. Chứ không phải mà tưới vô nó giọt nha, loại này không phải tưới vô giọt. Thì nó thành phần hữu cơ thì khi mà nó tưới vô cái gốc cái chỗ đây nè, thì nó tưới tới đâu thì cái vùng đất của mình nó sẽ tốt tới đó. Nó vừa cái tao đất mà nó tốt đó thì cái dưa này nó sẽ ra cái bộ rễ để nó ăn cái vùng đất đó. Dinh dưỡng mình đưa vô mà, chứ không phải mình tưới vô cây này gì mà nó thấm vô cây mà nó để nó ra cái rễ là không phải. Cái đó là cái thuốc mình xịt, là mình xịt vô bộ lá là nó hấp thụ vô bộ lá đó. Nó hấp thụ bộ lá nó mới đưa xuống, nó vừa vô cái thân nó tổng hợp nó mới đó. Còn mấy cái loại tưới này nè, thì mình tưới vô cái vùng đất của mình á, thì sẽ cải tạo vùng đất của mình, nó làm cho vùng đất của mình tươi tốt màu mỡ lên, thì cái dưa nó sẽ ăn cái rễ, nó sẽ tự động nó sẽ ra mạnh để nó ăn cái vùng đất đó. Thì các bạn nghĩ đi, cũng như chậu nè, tại sao mình trồng vô chậu á, là cái cây nó cái bộ rễ nó rất là to bự và nó dài. Thì nguyên nhân á là cơ chất trong chậu mình á, nó toàn là hữu cơ mà nó tốt, rất là tốt luôn, nó phát triển rất là nhanh, cái bộ rễ phát nhanh. Còn cái đất mà mình bị như đất này nè, nó dễ gì nè mà mình không có tứ cải tạo đất, không tứ hữu cơ vô thì đất nó sẽ dẻ, thì bộ rễ nó ăn không được thì cái cây dưa đâu có lớn đâu. Cái bộ rễ của cây dưa nó cũng như mà cái bao tử của mình vậy. Khi mà nó gặp trục trặc rồi nó đâu có ấy đâu, khi người ta mình cũng vậy thôi, khi mà bao tử mình nó ăn không tiêu hoặc là nãy kia thì đâu có được mạnh khỏe để mà nó phát triển đâu. Cây dưa cũng vậy thôi, cái bộ rễ của nó là cái đường, cái bộ rễ là anh ơi là nó chiếm hết 50%, 60% luôn. Nếu mà rễ nó si rồi là cây dưa không bao giờ phát triển được. Bạn để ý đi, cái dàn dưa mà đang hái mà nhặt lên mua rễ tiêu hết trơn, mất tiêu hết trơn, và dàn dưa nó phải vàng, không được nào xanh được hết. Còn cái dàn dưa mà mình nhặt lên mua rễ nó rất là nhiều mà nó vàng á, là nguyên nhân là do bọ chỉ đeo hoặc là gầy đồ đeo. Chứ bộ rễ nó nhiều là không khi nào mà cây dưa nó vàng được hết. Cũng như cái này nè, bởi vì lúc nào mình cũng điêu tứ dưỡng rễ,
không phải mà mình bán này để mình kêu tứ này được thường xuyên, nhưng mà bà trồng dưa leo mà không tứ là không được. Còn bạn nào có điều kiện thì đầu tư mình làm cái ống nhỏ giọt đi, nhỏ giọt gặp đây nè, mình tưới nhỏ giọt thì nó nhẹ công mình ra mình mặn dưa lúc nào nó cũng đạt hết đó. Cây dưa là nó phải cần cái dưỡng rễ liên tục, tại vì nó là thuộc cái rễ nó sống không có được bao lâu hết, nó dễ suy nhưng mà nó cũng rất là dễ ra, bởi khi mình kích thích thuốc vô là nó sẽ rất là ra nhanh hơn những cái loại như cây ăn trái nè, cây ớt, cây cà, mấy cái loại đó là rễ nó ra rất là chậm. Còn dưa leo này á, dưa leo, bầu bí, khổ qua, cái bộ rễ của nó ra rất là nhanh, nhưng cái bộ rễ của thằng dưa leo này là nó rất là mỏng manh, nó phát triển dở lắm. Như cái đó mình tưới thường những cái loại đạm cá hữu cơ đồ á, thì cái vùng đất đó nó tốt thì cái bộ rễ nó mới phát triển được, chứ nó không phải mà nó bộ rễ nó không có được mà nó như cái hũ qua với bầu bí đồ á, thì mấy loại nó bộ rễ nó rất là bự, to bự, thì cái đất mà nó hơi nghèo dinh dưỡng chút nó vẫn ăn được. Còn dưa leo mà đất nghèo dinh dưỡng là ăn không được, nó ra không phát triển được. Nó bởi vì mình giải thích cho bạn hiểu là nó, nói chung là dưa leo á, trồng dưa leo là phải cần phải thứ nhất là phải bón hữu cơ làm cho đất nó dồi dào dinh dưỡng. Còn cái hóa học á, cái hóa học thì mình thiếu thì mình đưa cho nó ăn thôi, thiếu hóa học thì cũng không được, nhưng mà hóa học mà dư thì làm cho đất của mình nó bị hư, còn hữu cơ của mình nó dư thì làm cho đất của mình nó màu mỡ tốt. Thì hôm nay mình tưới phân chiều, chiều sáng mình tưới phân với chiều mình sẽ xịt ngừa nó sâu gạn nha. Thì bạn nào không hiểu nữa thì cứ liên hệ với số điện thoại của mình 0944 3057. Đây mình trồng mình thí điểm giống luôn, giống như sẵn mình chia sẻ một số kỹ thuật kinh nghiệm mình làm luôn, mình sử dụng thuốc mình luôn ăn cho mấy bạn ấy. Chứ mình lâu rồi mình không có trồng thì mình quay đá dưa của người ta không à. Thì nói chung mỗi người mỗi làm nó khác nhau hết, nó không có đi đúng rồi cái ấy. Còn lần này mình làm, mình trồng mình làm luôn, mình cập nhật nó dễ hơn, từ nhỏ tới lớn luôn cho bạn xem nó dễ dễ hiểu hơn. Thôi chào tạm biệt các bạn nha, thì cỡ 2 ngày nữa mình sẽ cập nhật tiếp nha, thì mình tưới thuốc vô 2 ngày nữa mình quay cho bạn xem.